Mỹ An xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Dự báo thời tiết. Sau chuỗi ngày mưa giả dích, hãy cùng đón nhận những điều đáng mừng từ trung tâm khí tượng thủy văn trung ương các bạn nhé. Hiện tại, dạnh áp thấp, ngày mưa, ngày gió tại trung tâm thành phố Bắc Giang đang tan dần. Thay vào đó là một kiểu thời tiết của mùa thu vô cùng đẹp. Vì vậy, những gia đình đang có kế hoạch đi du lịch hay dã ngoại, hãy tự tin lên nhé. Các bạn hãy cùng theo chân Mỹ An và thời tiết của ngày hôm nay nhé. Mỹ An đang có mặt ở công viên Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang. Các bạn có thể thấy tiết trời buổi sáng ngày hôm nay vô cùng dễ chịu, khi chỉ có cơn gió thổi qua, dù đã có ánh nắng nhưng vẫn chưa thể làm tan đi cảm giác lạnh lạnh này được. Nhiệt độ trung bình của ngày hôm nay là từ 25 đến 29 độ C, độ ẩm là 60%, cực kỳ dịu mát. Mỹ An chúc quý vị một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.